Đất mặt tiền tuyến đường Nguyễn Văn Linh là một trong những tuyến đường hot nhất ở thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vị trí lô đất em Hiếu muốn giới thiệu đến anh chị là chỗ tay em Hiếu đang chỉ đây. Diện tích đất là ngang 5, dài 30, 100% thổ cư và xây dựng tự do. Điều đặc biệt của lô đất này là lô đất này nằm ở vị trí đẹp nhất của tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Từ vị trí lô đất này ra trung tâm hành chính thị xã Trơn Thành thì chỉ có khoảng là chưa đến 100m thôi. Đấy. Và trên tuyến đường này thì là được mệnh danh là tuyến đường có rất nhiều nhà xây dựng trong thời gian rất ngắn ở đây. Rất nhiều nhà toàn là nhà to luôn ạ. Vâng. Thì như đây là nhà nghỉ, tuyến đường này hiện tại cũng đã mọc lên những cây xăng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và những cái vui chơi giải trí, những cái buôn bán sầm uất, đặc biệt là khu vực gần trung tâm hành chính và gần Minh Hưng. Đặc biệt của tuyến đường này nữa là kết nối từ đường quốc lộ 14 và đến quốc lộ 13, tức là hai đầu này, và kết nối hai khu nghiệp lớn nhất của tỉnh Bình Phước, đó là khu nghiệp BKMX Bình Phước là 4.633 ha và khu nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc. Vâng, với tiềm năng kinh tế, với tiềm năng giá trị như thế, lô đất này năm ngoái giao dịch với giá không dưới là 3 tỷ một lô anh chị ạ. Thì hôm nay chủ em đang rất kẹt, chấp nhận bán cắt lỗ cái lô này với giá chỉ có 1.750 tỷ thôi ạ. 1.750 tỷ, anh chị đã sở hữu ngay lô đất mặt tiền, vị trí tiềm năng buôn bán được ngay. Anh chị còn chần chừ gì nữa, sổ sắn cầm tay, nhanh tay gọi điện cho em Hiếu, số điện thoại em để trên màn hình chính.